Playoff LCK mùa xuân 2023 đang dần đi đến những ván đấu cuối cùng đầy hấp dẫn và kịch tính. Những diễn biến của các cặp BO5 căng thẳng hơn rất nhiều so với BO3 tại vòng bảng. Qua đó, những đội tuyển cùng tạo nên những điều bất ngờ cho khán giả với những màn trình diễn trên cả tuyệt vời. Tuy nhiên, trận đấu giữa KT Rolster và Hanwha Life đã không diễn ra bất ngờ. KT với điểm rơi phong độ cực cao ở vòng loại trực tiếp đã thẳng tay loại đi Super Team với tỷ số 3-1 trong sự bất lực đến từ thần tiễn Viper khi anh đã có một cặp đấu vô cùng xuất sắc. Vậy trong trận đấu khuôn khổ nhanh thua ở vòng 3 Playoff có những điểm nhấn nào nổi bật? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Ván 1, BDD hóa thân thành ảo thuật gia. Trong ván đấu đầu tiên, KT Rolster lựa chọn cho mình một đội hình kéo late với sự thăng tiến dần về sức mạnh như Vega đường giữa và Jerry trong vai trò xạ thủ. Đến phía ngược lại, Hanwha Life lại sử dụng những vị tướng có khả năng tấn công mạnh giai đoạn đầu trận như Vi, Leblanc hay Rakan. Tưởng chừng như thế trận giai đoạn đầu sẽ nghiêng về phía Hanwha Life khi họ là đội chủ động bắt lẻ được Viego của Kurt trong bãi chim. Nhưng người nằm xuống đầu tiên là Zeka và chiến công đầu cho Kurt. Vega trong tay BDD tiếp tục thể hiện độ khó chịu với chiêu thức bẻ cong không gian khi chỉ vài phút sau đó anh có được liên tiếp 3 mạng hạ gục nhờ vào khả năng khép góc của mình. Một mạng solo kill Zeka, 2 mạng của Clid và Keen Ren trong nỗ lực chạy trốn. Trong khi cánh trên trở nên thất thế, Viper với cây thần tiễn của mình lại có được sự chăm sóc kỹ lưỡng của Clid và Live. Vì vậy, xạ thủ này có một ván đấu sân sao để bù đắp lại thiếu sót của đồng đội. Đến phút 18, hai bên lao vào nhau giao tranh tại cánh dưới với hàng loạt kỹ năng được tung ra. Hanwha Life yếu máu bị đẩy lui ra khỏi hang rồng. KT Rolster giành được con rồng đất nhưng không ai phải lên bảng đếm số. Phút 23, Zeka tiếp tục mắc sai lầm với một tình huống biến ảnh vào thẳng bẻ cong không gian của BDD khiến cho anh lập tức bốc hơi và phần còn lại của Hanwha Life cũng phải tháo chạy ngay sau đó. Con rồng từ đó cũng mở ra miễn phí cho KT. Phút 40, giao tranh mang tính quyết định nổ ra để tranh chấp linh hồn rồng đất. Viper và Aiming đều bắn vô cùng cháy bên cạnh 4 cận vệ của mình. Nhưng người làm tốt hơn trong tình huống này là Emin. Xạ thủ nhà KT đã tìm thấy khoảng trống và né thành công pha rút lồng của Viper, sau đó lướt qua tường và dứt điểm xạ thủ. Khoảnh khắc Viper nằm xuống với những chiếc lồng của mình cũng là dấu chấm hết cho Hanwha Life trong ván đầu tiên. Ván 2, Viper bắn trong tuyệt vọng, KT vươn lên 2-0. Bước vào ván 2 trong bối cảnh không thành công với con bài Leblanc, Zeka quyết định trở về với Gion, nhưng anh trai của Yasuo cũng không khiến cho nhà vô địch thế giới 2022 có một ván đấu suôn sẻ. Zeka liên tục bị hỏi thăm trong giai đoạn đi đường. Đầu tiên là Clip với pha bắn trụ lấy mạng ở phút thứ 10. Lại một ván thi đấu nữa, sóng liên vàng của Zeka không được chơi game và Viper tiếp tục phải thay anh gồng gánh Hanwha Life. Nhưng mọi chuyện gần như đã kết thúc với Hanwha Life ở phút 24 khi Clip thất bại trong tình huống cướp rồng khiến cho KT có được linh hồn rồng lửa. Tại đây, Emin và Draven sở hữu số nội tại khổng lồ tích lũy từ ván đấu đã được nổ hũ. Gần 2.000 tiền được chuyển thẳng vào tài khoản của xạ thủ bên phía KT. Do đó, lượng đồ chênh lệch tới từ hai xạ thủ là không thể cứu ván đấu. Cũng giống như ván đấu thứ hai này, hình ảnh Viper cũng là hình ảnh của Hanwha Life trong hai ván đầu tiên. Đó là bất lực nhìn KT tràn vào nhà chính ở phút 32. Dù cho bản thân anh đã farm out thời gian lên đến 90 chỉ số lính trong một nỗ lực tuyệt vời trong bối cảnh các đồng đội đang ở điểm rơi phong độ cực kỳ thấp, đặc biệt là Zeka. Ván 3, chiến thắng gọi tên Viper. Bước đến ván 3, Hanwha Life triển khai khá tốt giai đoạn đầu trận khi họ không thua đường so với KT. Thậm chí King James còn có một pha solo kill King trong một phút hở hênh, anh chàng này bị kéo vào trụ. Ngoài ra, Hanwha Life cũng thành công lấy về hai con rồng từ trước phút 15. Cũng đúng vào thời điểm này, Zeka tiếp tục mắc sai lầm khi sử dụng cú nhảy tên lửa lên dọn lính rồi pha jack bụi cỏ đang có 3 thành viên bên phía KT. Dù phải nằm xuống, nhưng may mắn cho Hanwha Life là mạng thuộc về Kurt chứ không phải còn Draven, hơn 400 số nội tại của Emin. Ván đấu bản lề bắt buộc phải thắng nếu không muốn rời cuộc chơi chỉ sau 3 bàn ngắn ngủi. Viper quyết định tự tay làm mọi thứ và liên tục di chuyển tìm kiếm mạng hạ gục. Phút thứ 15, Viper lướt qua tường bắn thẳng vào Keen, người bị bất ngờ và không thể chạy thoát. Số màn vây bắt đến từ Clip và cả Live. Ngay sau đó, cơn ác mộng phút thứ 15 đã thực sự xảy ra sau một pha giao tranh mà Zeka một lần nữa mắc sai lầm. Đó là nhảy thẳng vào, cống mạng cho Aiming. Kết thúc giao tranh cũng là lúc xạ thủ KT có triple kill. Quả đó một lần nữa vươn lên dẫn trước Viper về trang bị. Thân tiễn của Hanwha Life liên tiếp phải sửa sai cho đồng đội xuyên suốt ván đấu. Điển hình là pha giao tranh ở Baron phút thứ 30 khi cả Kingen và Zeka bị chết lẻ một cách ngớ ngẩn. Ván đấu kéo dài đến tận hơn 40 phút, nhưng những diễn biến số phút 30 gần như hoàn toàn thuộc về Hanwha Life khi họ sở hữu quá nhiều tài nguyên để có thể chiến thắng giao tranh. KT hoàn toàn bất lực trước sức sát thương đến từ đội hình 2 xạ thủ bên phía Hanwha Life. Thậm chí là cả một con K'Sante cực xanh xao cũng là một nguồn sát thương khổng lồ khiến cho Emin khó có thể làm được gì nhiều. Một ván đấu quả cảm của Viper khi anh vẫn giữ vững được phong độ và gồng gánh tập thể rêu rã qua giai đoạn đầu và giữa trận liên tục quan game. Ván 4, sai lầm tiếp nối sai lầm, Hanwha Life nói lời tạm biệt. Giao tranh sớm nổ ra những phút thứ 6, mỗi bên nằm xuống hai mạng hạ gục trong một pha comeback 4-4 ở cánh dưới bản đồ, nhưng tiếc là cả hai xạ thủ đều không có được điểm hạ gục sớm. Sang phút thứ 7, Viper với lượng kinh nghiệm được buff đến từ Zilin đã đạt cho mình cấp 6 và nhảy qua tường bắn thẳng vào người Aiming. Lượng thông tin mà xạ thủ bên phía KT có được là không đủ để anh có thể rút lui trong tình huống này, màn hạ gục cho Viper. Trong khi đó, KT cũng nhanh chóng gỡ lại màn hạ gục với tình huống gan thành công Zeka đường giữa phút 12. Trận đấu đặc biệt xuất sắc đến từ người đi rừng về phía KT khi Viego của Kurt liên tục để lại điểm nhấn trên mọi điểm nóng ở bản đồ. Sau đó, giao tranh ở phút 19, hai hòn đá tảng Keen và Keen Ren đang farm lính một cách hòa hoãn ở đường dưới thì bất ngờ các thành viên khác xuất hiện. Keen Ren và Clid nằm xuống sớm, Zeka hôn gió trượt, Viper bất đắc dĩ phải gồng mình lao lên gây sát thương, nhưng kết quả là phải nằm xuống. Ba mạng hạ gục chuyên thẳng vào Tukatech biến anh thành một con Viego quái vật ở thời điểm phút 20. Cho dù Viper vẫn tiếp tục là điểm tựa phía sau cho các đồng đội tương tự, nhưng chính đồng đội của anh liên tiếp xử lý lỗi khiến cho cánh cung của Viper không thể nào chịu được áp lực. Đỉnh điểm là pha đi lỗi và phải lên bảng đếm số của Clid ở phút 32, ngay trước thềm con rồng ngàn tuổi xuất hiện. Nhờ đó mà KT có được vua lợi này một cách miễn phí. Trong khi với cái sách phép của mình, Zeka cầm trừng phạt không một chút tác dụng, KT càng thẳng lên hạ gục 3 thành viên còn lại bên phía Hanwha Life và kết thúc luôn hành trình mùa xuân của Hanwha Life tại khoảnh khắc này. Màn trình diễn có phần áp đảo trước Hanwha Life đã giúp KT thành công trở thành đối thủ của GEN ở vòng đấu tiếp theo, luôn hy vọng kiếm về tấm vé thứ 2 để với chung kết tổng và hơn nữa là MSI. KT từ khi bước vào những ván đấu bèo nằm căng thẳng như được lột xác hoàn toàn, khác hẳn với bộ mặt trong vòng bảng khi duyên số sắp đặt T1 chọn họ ở vòng 2. Họ không khiến bất cứ ai phải thất vọng và giờ đây thể thức nhanh thắng nhanh thua được áp dụng. KT không hề bỏ lỡ cơ hội này, tiến tập đoàn bảo hiểm về nhà xem chung kết qua màn hình TV. Rõ ràng năm chàng trai của KT Rolster hiện tại đang rất quyết tâm vực dậy giải ngân hà sau nhiều năm lụi tàn, và chưa biết chừng với sức mạnh khổng lồ này chúng ta sẽ lại một lần nữa được chứng kiến cuộc đại chiến viễn thông trong trận chung kết diễn ra vào ngày 9 tháng 4 tới.